Chào anh chị nhà đầu tư nhé. Chào anh chị, chào mừng anh chị đã đến với kênh chứng khoán Nam Nguyễn. Thì hôm nay em sẽ nói về cái chủ đề về siêu cổ phiếu sẽ xuất hiện vào tháng 5 này và những top cổ phiếu nào sẽ xuất hiện vào tháng 5 này cho anh chị nhà đầu tư. Đây là cơ hội để mọi người đầu tư và nắm giữ, và sẽ là một những em sẽ nói về những cổ phiếu sẽ top siêu cổ phiếu hiện tại thì em đã tìm ra và có thể sẽ là cơ hội cho anh chị đầu tư. Anh chị nhớ theo dõi kênh Chứng khoán Đăng Miễn để cập nhật nhiều thông tin hữu ích về thị trường và cổ phiếu cho mọi người nhé. Và nội dung của video thì quay trở lại nội dung. Thì thị trường thì với quan điểm của em, với thị trường hiện tại thì thị trường chứng khoán hiện tại vẫn đang là xuống, là tăng dài hạn. Hôm phiên ngày tuần trước, cuối phiên tuần trước ngày ngày 10 tháng 5 ấy, thì thị trường có phiên cũng rung lắc nhẹ ở vùng một giá 1.250 đến 1.240 điểm. Tuy nhiên là cuối phiên nó cũng rút chân kéo lại một chút. Hiện tại thì VN-Index cũng đang đến ở 1.244 điểm. Ở quan điểm của em thì thị trường xu hướng của thị trường hiện tại là vẫn là xu hướng là điều chỉnh trung hạn. Còn cái việc còn là xuống dài hơi thì dài hơn nữa thì là thị trường đang vẫn là xuống tăng của thị trường, tăng đã tăng dài hạn rồi. Còn cái việc là thị trường nó điều chỉnh trong những phiên mà tăng dài hạn đó thì là điều đương nhiên thôi. Thì trước đó thị trường cũng đã có những mọi người nhìn thấy là cái chỉ số VN-Index ấy hiện nó đã có sự hồi phục và tăng tăng điểm trở lại từ vùng giá là 1.200 à 1.160 điểm ấy, thì nó đã hồi phục và những cây nến nó hồi phục và tăng trưởng trở lại thì cũng có một phần báo hiệu là thị trường có thể đã sắp hết kết thúc cái pha điều chỉnh này. Mọi người sẽ là có cơ hội sẽ đầu tư sắp tới cho mọi người. Đây, thị trường xu hướng thì trước đó thì thị trường đã có phiên giảm mạnh vào ngày 15 tháng 4 ấy, thì đấy là phiên giảm mạnh em nói đã giảm, thị trường đã giảm 60 điểm, và sau phiên đấy thì những phiên sau thị trường cũng giảm thôi nhưng nó cũng không đáng bao nhiêu, và nó đã hồi phục vào từ 22 tháng 4 2024 đấy, thị trường đã hồi phục và tăng điểm đến và đã hồi tăng điểm khá là nhiều cái từ cái mức đáy trước đó. Thì đây từ cái mốc 1.170 1.160 điểm ấy thì đã hồi lên và kéo thị trường hồi phục trở lại và đã tiếp cận cái mức 1.250 điểm. Ở cái đoạn này thì nhiều người đã nó đã tạo cái đoạn, có thể là đoạn nhiều người đã mua đoạn dưới này và đã có hàng có lãi thì người ta sẽ xuống là sẽ chốt lời đoạn này, nên là cái việc thị trường nó rung rũ là điều đương nhiên thôi. Nên là có thể nó sẽ hồi phục và tăng những phiên tiếp tiếp tới nếu mà thị trường mà tích cực và đi lên. Và thứ hai em sẽ nói về những cổ phiếu top siêu cổ phiếu em đã nhìn thấy và có thể là sẽ có cơ hội cho mọi người trong đầu tư sắp tới. Đầu tiên là cổ phiếu em nhắc tới đầu tiên sẽ là nhóm ngành công nghệ. Nhóm ngành công nghệ thì cổ phiếu nhắc tới là cổ phiếu FPT. FPT cũng là một cổ phiếu mà em nói là định giá con này nó có thể là định giá không biết đâu được, cái định giá này là định giá kỳ vọng của mọi người. Con này là một con tổ cổ phiếu mà tốt ngành công nghệ. Đó, khá là ổn, top 5 hiện tại là top 10, có thể kỳ vọng có thể là nó sẽ làm top top 5 những con của siêu cổ phiếu và có thể sắp tới có thể vẫn tiếp tục tăng. Hiện tại thì FPT thì là ngành công nghệ nên là nó có vị thành tựu có thị phần và cái vốn hóa của nó cũng khá là nhiều, nên là anh chị yên tâm mà nắm giữ, tiếp tục nắm giữ thôi. Còn cái phiên nó điều chỉnh như này, thị trường mà giảm, anh chị có thể quan sát được cái phiên giảm điểm vào ngày trung nắp mạnh ở cái vùng tháng 8, vùng 8 tháng 5 ấy, 2024 ấy, thị trường cũng trung nắp nhẹ như trung nắp mạnh, nhưng mặc dù đó thì con này cũng không không giảm đáng bao nhiêu, vẫn là giữ được cái mốc 1.131 điểm và được bán ra không nhiều, và vẫn nhiều người vẫn đang giữ hàng, và con này thì em kỳ vọng nó sẽ tăng trở lại sắp tới. Hiện tại thì đang điều chỉnh quanh quanh ở mức 130 đến 128 điểm. Giá thì đang điều chỉnh đấy,
131 đến 128 hồi về, cùng lắm chỉ nó chỉ hồi về đến 128 và nó lại bật tăng trở lại thôi. Có thể nó sẽ, nếu mà thị trường một lúc không mạnh quá, nếu mà sâu nữa thì có thể nó sẽ về 120 à, 127. Nếu mà thế thì vẫn là cơ hội rồi, anh chị chưa có hàng thì vẫn tiếp tục nắm giữ thôi. Ở đây này, tỷ phần hóa của nó là cũng khá là cao này, số lượng cổ phiếu là trên trên hai trên 1 tỷ 200 triệu cổ phiếu, và vốn hóa thì nó rơi vào tầm đây, vốn hóa thì 100 trên 166.000 là vốn hóa, tỷ vốn hóa à trên 166.000 tỷ là vốn hóa khá là cao ấy. Nên là anh chị nếu có thì vẫn tiếp tục nắm giữ, và nếu cơ hội nó điều chỉnh về tiếp tục mua. Và kỳ vọng em kỳ vọng mà mọi người thiết định giá cái cổ phiếu này nó sẽ như kỳ vọng nha. Em kỳ vọng thì tầm giá tầm tại thì có thể nó sẽ lên 140 nếu mà là kỳ vọng. Còn mọi người nhớ quan sát và theo dõi thị trường thôi. Đây là một mã cổ phiếu mà có thể nói là một siêu cổ phiếu rồi. Tiếp theo nữa là một mã cổ phiếu em sẽ nói nhắc đến thứ hai là con PEX này, con FOX này, là một cũng là một siêu cổ phiếu. Hiện tại thì giá đang tiếp tục là đang đi lên và tăng này. Nó cứ tăng, biểu đồ tăng thế này là đầu tư khá ổn định và ok này. Con này thì là con cũng là một ngành công nghệ viễn thông thôi, nhưng nó thuộc mã cổ phiếu trên sàn Upcom. Thì giá con thì nó biến động giá khá mạnh, nên là muốn ai thích mạo hiểm thì có thể đầu tư con này, và nếu mà có thể là lợi nhuận sẽ rất cao so với con FPT. Con này cũng là một siêu cổ phiếu mà sắp tới sẽ tăng trưởng khá là nhanh ấy, khá là cao ấy. Thì hiện tại thì như con này thì vốn hóa nó chỉ có tầm 38.000 tỷ, ít hơn là so với con FPT kia. Như tuy nhiên là con này em đánh giá là cũng là một siêu cổ phiếu sắp tới cũng tăng mạnh ấy. Hiện tại thì nó tăng mạnh rồi, tăng đến tầm giá 478 rồi. Sắp tới thì có thể nó sẽ cao hơn, và mọi người cũng có thể kỳ vọng là tầm 100, có thể là sẽ biết đâu được là tầm 90 hoặc 100 nếu mà kỳ vọng xa hơn. Ở việc đánh giá thì đây mọi gì trên sạc đấy, đất gặp giá đi cứ lên thôi, mấy nến nối đuôi nhau đi lên này, nên là mọi người đánh giá là đoạn này thì đang điều chỉnh này. Có thể nó test test thì đang đoạn test về hiện tại cái vùng giá 73 là vùng giá hỗ trợ này, hoặc là MACD là giá 70. Nếu mà nó có thể nó sẽ rung lắc một chút. Em đánh giá là nếu mà kịch bản xấu ấy, thì nó có thể rung lắc nhé. Tuy nhiên là nếu mà kịch bản tốt, thị trường mà tích cực và đi lên ấy, thì mã cổ phiếu này tất nhiên là sẽ đi lên thôi. Nên là mọi người yên tâm đầu tư nó an toàn. Thì với em thì quan điểm trong nhóm em thì em đang khuyên vẫn đang khuyến nghị là FPT nhiều hơn là con FOX này. Tuy nhiên là em đánh giá là FOX này nó cũng là một mã của siêu cổ phiếu sắp tới và cũng đang là một siêu cổ phiếu rồi. Cổ phiếu thứ ba thì là cổ phiếu MWG. MWG cũng là một siêu cổ phiếu mà em nói là sắp tới là vẫn tiếp tục có xu hướng tăng. Hiện tại thì con MWG này thì đang gặp cái cản ở giá 60. Cái cản này thì đang có sự rung lắc này. Cản này khá là mạnh. Cản này cần mấy cái cản đỉnh ở tháng 9 2023 đấy. Nên là nó có sự rung lắc mạnh ở đoạn này. Mọi người có thể quan sát ở những cái vùng giá mà nó điều chỉnh về đấy, nên là có thể quan sát ở những cái vùng này. Canh để mua này, tầm 56 hoặc là sâu hơn trước là 54. 54 hoặc là nếu mà được thì sâu nữa thì có thể canh ở là 552. Thường những cái pha mà nó hồi ấy, thường nó rơi vào cái mốc và 0.5 này, 0.5 thì nó rơi vào tầm giá 55 à 53 52 này. Và 0.618 thì nó rơi vào những cái tầm giá 52 rồi 53. Thì những cái mốc đấy thì anh chị có thể cân nhắc mà mua vào nắm giữ. Đoạn đấy cũng được. Con này thì trong nhóm này nó có khuyến nghị rất trước đó là tầm tầm tháng 24 rồi, giá nó đưa vào tầm 52 em đã khuyến nghị là mua rồi.
bây giờ thì chắc là mọi người vẫn đang giữ thôi, và em đang lúc đấy thì em cũng kỳ vọng là nó sẽ lên tầm 60, thì sau năm 9 60 đấy thì nó ăn lên lên tầm đấy thì nó sẽ có xu hướng là sẽ điều chỉnh và xu hướng là đoạn này lung lắc một chút. Tuy nhiên là sau cái nhịp điều chỉnh này thì cũng có thể cân nhắc là mua tiếp, nếu mà vượt qua được cái mốc này thì biết đâu nó vượt qua sự sống mây thì mọi người sẽ kỳ vọng lên tiếp theo tầm 6 năm hoặc là 6 70 là có thể. Đoạn này thì tiếp theo nữa, nhóm ngành công nghệ thì con nữa là tiếp theo nữa là con NC này. Con này cũng là một C cổ phiếu sắp tới này. Ngành công nghệ rất nhiều ngành nghề cũng mã cổ phiếu siêu cổ phiếu, nói là rất nhiều siêu cổ phiếu sắp tới này, tăng rất nhiều. Đây cái mọi người nhìn thấy chạc nó đi chạc biểu đồ đồ giá đấy, đi khá đẹp này, cứ lên nối đuôi nhau đi lên này. Đây là một tầm nhìn dài hạn nhé, phân tích thì mọi người như nên phân tích dài hạn một chút. Đây mọi người nhìn thấy cái chạc biểu đồ này nối đuôi nhau đến nối đuôi nhau đi lên này. Những cái đoạn này anh chị mua thì là khá là đẹp này, những cái đoạn mua mà nó hồi hồi về mua điều chỉnh hồi về này là những cái đoạn mà anh chị mua xong nó giảm mạnh nó phát khi nó xuống là hồi lên anh chị sẽ có lãi rất nhiều. Đây là cái mục mã cổ phiếu là ngành công nghệ, thì nhìn trên đồ thị đây đi giá khá đẹp, giá bắt đầu cứ bám lên lên trên MA10 này, và khi nó hồi về đoạn test lại MAC MA10 đấy thì mọi người mua tiếp. Còn đoạn này thì em đánh giá là nó cũng đang có cái cả đoạn này một chút này, có thể sẽ tạo rung lắc vậy à, tầm giá 20. Tuy nhiên là nó cũng đang tạo cái đế trần đây thì nó sẽ rung lắc khoảng tầm giá 22 21, nó sẽ rung lắc quanh đường 20 21 hoặc đến 25. Nếu mà nó sẽ thị trường mà nó tích cực thì nó vẫn tiếp tục đi lên nữa. Con NC này là đây thì mọi người nhìn thấy báo cáo tài chính của con NC một chút này. Đây cái những cái báo cáo tài chính, báo cáo tài chính thì nó cũng cho thấy là quý 3 quý 4 của 2023 tăng trưởng doanh thu đạt khá là cao. Đây theo các năm các quý đây tăng trưởng đều rơi vào tầm 980 980 tỷ, khá là cao. Và hiện tại thì đây cái trên các chỉ số khác thì P trên E này, đánh giá là 25 là cũng là định giá là cũng đang khá là thấp so với tiêu chí mà đánh giá dài hạn ấy, cũng là đang cũng tầm nhìn dài hạn em muốn đánh lên. EPS thì đang là có lãi là tầm 981, nếu mà mua thì cũng có lãi tầm hơn 1.000 đồng một cổ thì cũng được. Về tiếp theo nữa là cái định giá thì trước đó thì có định giá là 15-16, hiện tại thì nó cũng lên tầm 25 rồi. Còn tầm nhìn mọi người tầm nhìn dài hạn chút thì kỳ vọng cũng có thể là sẽ vượt qua cái mốc này. Cái mốc đỉnh lịch sử thì nó đã vượt qua được đỉnh lịch sử là mốc 18, cái lịch sử quá khứ là tháng 2 2022 đấy, thì giá là 18.5 và nó đã vượt qua cái mốc lịch sử đấy rồi. Tại thì mọi người đang nó nếu mà đâu cứ bám đi như thế này thì nó mọi người sẽ có kỳ vọng. Nếu mọi người nếu mà ai tin về biên độ và sóng thì có thể là cân nhắc. Đây nó đang bám và đang kỳ vọng vào tầm giá 25 đoạn này 25-26 còn đi lên, nếu mà lên nữa qua vượt qua 25-26 thì có thể là canh ở đoạn cân nhắc ở 30-31 là vẫn có thể. Hiện tại thì đây nếu mà nói về sóng thì đây mới là một nhịp này, một nhịp này, đây là hai nhịp này, đây là nhịp thứ ba, có thể mọi người sẽ kỳ vọng nhịp thứ tư nữa đoạn trên này. Thường nó sẽ cổ phiếu nó sẽ chạy em 3 đến 4 nhịp, nó cao nhất là 4 nhịp, nếu một sóng mở rộng nó có thể chạy 6 nhịp tùy tùy mã cổ phiếu. Nếu mà những siêu cổ phiếu ngành bất động sản ấy, nó định giá không khủng khiếp luôn đấy, không không thể tưởng anh chị không thể tưởng tượng được nổi ấy, thì nó có thể là phi rất nhanh. Qua qua đây thì em sẽ nói về một mã cổ phiếu ngành bất động sản nữa,
mà cũng hiện tại thì ngành công sau ngành công nghệ thì nhóm ngành bất động sản cũng là những nhóm ngành mà sẽ là siêu cổ phiếu sắp tới. Đầu tiên là đây, con nhà Từ Liêm này. Đây cũng là một một cái dạng siêu cổ phiếu này. Đấy, siêu cổ nên nến cứ bám đi lên này, nối đuôi nhau đi lên này, khá đẹp. Sắp tới thì mọi người có thể là định giá con này không khủng nhất luôn, không không như này nó vượt qua đỉnh lịch sử rồi, vượt qua đỉnh lịch sử 39-40 rồi này. Nếu có là vẫn nắm giữ tiếp thôi. Để mua thì thường nếu có những điểm mua như này, một là qua điều chỉnh ở đoạn này, khi kết thúc cái nhịp giảm điểm và nó đi lên ấy, được, thường sẽ mua điểm ở đoạn này, điểm giá 15 này, và sau khi nhịp điều chỉnh thứ hai thì nó người sẽ mua ở giá 20. Còn luôn việc mọi người nếu mà ai mà giỏi về sóng ấy, thì có thể canh là như này, một canh là tiếp theo là 33 này, 33 thì hoặc nó lên đây thì cũng đang có cặp cái cản ở trên này, này cũng đang tạo sóng hiện tại cũng đang cho thấy là này mọi người chuyển sang biểu đồ ngày ấy, thì đấy là đây đoạn này nó đang rung lắc này, rung lắc đoạn là dây trên này, này. Đây, đang rung lắc đoạn này đúng cái nến em đặt đoạn này đang rung lắc, nếu vượt qua cái mốc này thì nó tạo nên liên tiếp, kỳ vọng liên tiếp. Trước mắt thì đang ở cả giá 45, 46. Tiếp theo nữa là một siêu cổ phiếu sắp tới, nếu mà nó còn như con VIX, VIX đánh giá là một siêu cổ phiếu ngành bất động sản sắp tới, nếu mà con này hồi phục và tăng điểm trở lại. VIX thì mọi người thấy là nó chạc nó đi đang ở vùng đáy đáy cổ phiếu, nó đang tạo tạo đáy dài hạn đấy. Nên là cái việc nó đi lên nó phải xác nhận là nó sẽ tạo đáy dài hạn, là đi lên sắp tới nó phải vượt qua cái mốc này, mốc 50 này thì nó sẽ xác định là tạo đáy và đi sẽ lên lên dài hạn. Hiện tại thì con này đang tạo đáy ở đoạn này, tạo đáy dài hạn ở này, có thể cân nhắc sắp tới sẽ là đi lên nếu vượt qua cái mốc này 45-46 này. Nếu xu hướng nó vượt qua thì nó sẽ sắp tới nó sẽ đi lên và sẽ là một mã mà siêu cổ phiếu sắp tới này, anh chị cơ hội này sẽ rình mua khi mà đang vượt lên như này. Đấy là những cái mã cổ phiếu ngành bất động sản sắp tới sẽ là có cơ hội để đầu tư nắm giữ, thì có thể cơ hội nhất là tài sản của anh chị lên gấp 4 năm này bình thường. Dạ, thì nó cũng đi nguyên như thế. Đây, những cái đoạn như này, này. Từ tháng 3 2017 này đi lên nối đuôi nhau, lên nối đuôi nhau đi lên này. Nếu mà nó mà bám quá khứ đập lại thì nó sẽ có hình thái giống trâu đống như này thôi, thì nó cũng nối đuôi nhau đi lên này. Sẽ là cơ hội cho anh chị, cho nhà đầu tư. Ngoài ra nữa, một mã cổ phiếu ngành công nghệ em nói nữa, lại chuyển là ngành công nghệ một chút. Một mã cổ phiếu nữa nói đến này, như CMG này, cái này cũng là một siêu cổ phiếu sắp tới. Dạ, nối đuôi nhau như này.